GL Geopass Series vẫn đang được tiếp tục ra đời cho đến thời điểm hiện nay. Vậy thì MSI GL Geopass Series 2020 năm nay có điểm gì đặc biệt? Bộ lao tô mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay chính là MSI GL75. Đầu tiên nhìn vào kích thước, đây có thể coi là phiên bản lớn hơn của chiếc GL65 với kích thước chiều dài là 39,8cm, chiều rộng là 27,2cm và độ dày là 2,8cm. Toàn bộ máy thì được kết hợp từ hai thành phần là nhựa cứng và kim loại. Về mặt thiết kế thì logo MSI quen thuộc vẫn được đặt ở giữa máy có thể phát sáng. Hai bên là hai đường gân sẽ tạo cảm giác mạnh mẽ và đầy gaming cho chiếc máy. Tổng thể toàn bộ máy thì sẽ là một màu đen nhám. MSI đã phủ lên mặt trước một lớp khá lì để khi các bạn cầm vào sẽ ít bị bám vân tay cũng như là vết bẩn lên bề mặt của chiếc máy này. Mình có thể khẳng định luôn đây là một chiếc máy vô cùng chắc chắn. Bằng chứng là bản lề của GL75 được đặt sát về hai bên, khá cứng một chút thế nên là các bạn phải mở bằng hai tay mới được. Mở máy ra thì các bạn có thể thấy được phần màn hình luôn cố định ở mọi tư thế và góc độ, dù là góc 90 độ hay góc 145 độ. Nhìn vào màn hình thì đây sẽ là màn hình 17,3 inch cho kích thước lớn nhất trong phân khúc, để anh em sẽ có các trải nghiệm chiến game cực kỳ tuyệt vời. Ba cạnh viền siêu mỏng, tuy nhiên cạnh trên vẫn được MSI trang bị webcam và macro để có thể đàm thoại, video call. Đây sẽ là màn hình Full HD, trang bị tấm nền IPS, tần số quét lên đến 144Hz, không những giúp các bạn có thể tận hưởng được màu sắc, ánh sáng và tương phản đẹp nhất của chiếc màn hình này ở mọi góc độ, mà còn giúp các bạn có thể chiến các tựa game không bị giật hoặc là xé hình. Không chỉ có tần số quét cao mà thông số màu của GL75 cũng rất ấn tượng khi đạt đến 96% dải màu sRGB, 62% dải màu Adobe RGB, độ sáng đạt 330 nit. Và với chiếc màn hình này thì các bạn có thể sử dụng vào các tác vụ đồ họa kể cả 2D hay là 3D hoặc là thậm chí là edit video. Là một mẫu laptop gaming, GL75 được trang bị cấu hình cao cấp CPU Intel Core i7-10750H thế hệ Gen 10 mới nhất, 6x12 luồng cùng với GPU NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti 6GB sẽ mang đến cho các bạn trải nghiệm hiệu năng tốt hơn 10% so với thế hệ tiền nhiệm. RAM 16GB, 512GB SSD và còn thừa một khe để có thể nâng cấp lên. Và với cấu hình mạnh, màn hình với độ bao phủ màu sắc ổn, tần số quét cao thì khi mua mẫu laptop này về không những phục vụ được nhu cầu chơi những tựa game nặng mà còn có thể kiếm được ra tiền với những ai đang làm những công việc liên quan đến đồ họa. Còn bây giờ thì sẽ là phần trải nghiệm hiệu năng của máy.
Với laptop gaming thì hệ thống tản nhiệt cũng là một điều mà các bạn nên cực kỳ quan tâm. Ở hai bên GL75 có hai quạt hút gió tản nhiệt, hai phần phít cao su để kê cao gầm máy lên, giúp máy thoáng hơn, tăng diện tích tản nhiệt cho máy tốt hơn. Máy được trang bị Cooler Boost 5 mới nhất của MSI. Bên cạnh đó sẽ là 4 khe thoát khí cùng với 7 ống đồng dẫn nhiệt cao cấp. Do đó hiệu năng máy được nâng cao nhưng nhiệt độ lại giảm đi đáng kể. Các bạn có thể điều chỉnh được chức năng Cooler Boost 5 bằng cách thông qua Dragon Center bằng cách ấn vào nút G ở khu vực bàn phím, hoặc là các bạn có thể tăng tốc độ quạt gió lên tối đa bằng cách nhấn vào nút hình quạt bên cạnh nút G. Đây sẽ là một trong những điều rất là cần thiết khi các bạn sử dụng laptop gaming trong thời gian dài hoặc là chơi game. Nhắc đến bàn phím thì GL75 sẽ được trang bị bàn phím full size với thiết kế bản LED đỏ đơn giản, không màu mè so với những phiên bản laptop khác của MSI. Bàn phím vẫn được tinh chỉnh bởi SteelSeries vô cùng quen thuộc, hành trình phím sâu, độ nảy tốt. Dù là dùng để chơi game hay là làm việc đánh văn bản thì cũng mang lại cảm giác gõ phím cực kỳ thoải mái. Touchpad kích thước khá lớn, khả năng tracking tạm ổn. Và vì là laptop gaming nên đôi khi touchpad các bạn sẽ dùng để lướt web và làm các tác vụ cơ bản. Còn khi chơi game thì vẫn sẽ phải dùng thêm chuột bên ngoài để có trải nghiệm chơi game tốt hơn. Cổng kết nối trên GL75 cực kỳ đa dạng, hầu hết sẽ tập trung vào khu vực phía bên trái. Sẽ bao gồm một cổng mạng LAN RJ45, HDMI, Mini DisplayPort, một cổng USB Type-A, một cổng USB Type-C, một jack audio combo và một cổng cắm microphone riêng biệt. Còn ở bên phải thì sẽ có cổng nguồn, hai cổng USB Type-A và một khe thẻ SD. Cuối cùng là về loa và thời lượng pin. GL75 được trang bị Hi-Res Audio cho âm thanh độ nét cao, giống như là một tiêu chuẩn âm thanh phổ biến sẽ cho các bạn trải nghiệm tốt hơn khi chơi game, nghe nhạc, xem phim hoặc là đàm thoại. Về thời lượng pin thì máy sẽ được trang bị 6 cell pin 51Wh cho thời gian sử dụng khoảng 4 tiếng. Đối với laptop gaming thì nếu có điều kiện các bạn hãy cứ cắm sạc vào để có thể trải nghiệm hết hiệu năng của máy nhé. Và khi mua MSI GL75 thì ngay trong hộp đã có sẵn một chiếc ba lô đến từ MSI. Anphard cũng sẽ gửi tặng các bạn thêm một chiếc tai nghe trị giá 1.400.000 đến từ MSI, một chuột không dây, bàn di chuột và còn vô vàn các ưu đãi khuyến mại khác. Như vậy thì các bạn sẽ chỉ cần mua mỗi máy thôi, còn đâu là đã được tặng hết thuế. Và sẽ hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Anphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.